Và người đối đầu cùng duy nhất trong MTGP The Homecoming sẽ là võ sĩ Adol Rajvicha Yuttakan đến từ Sinh Hề Muay Thái Gym Thailand. Và Nguyễn Thanh Tùng, thưa quý vị.
Và ngay bây giờ đây sẽ là hai nữ võ sĩ của chúng ta ở hạng cân 48kg. Xin được chào đón võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu của câu lạc bộ Boxing B7. Võ sĩ Lê Hoàng Đức và Amity Thomas.